Mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 26 ngày 27 tháng 2 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu dần, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh nhiều mây không mưa, riêng vùng cao có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi. Vùng thấp trời rét, vùng núi cao trời rét đậm, có nơi rét hại. Hiện tại nhiệt độ các địa phương trong tỉnh giảm thấp, vùng núi cao rét đậm rét hại. Do vậy, để đảm bảo sức khỏe, người dân cần tăng cường các biện pháp giữ đủ ấm cho cơ thể, chú trọng bữa ăn, đảm bảo dinh dưỡng. Các cơ quan địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi ở những khu vực núi cao, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản. Hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác. Sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, không mưa, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa rào nhỏ rải rác, gió nam cấp 2, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, không mưa, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 12 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió nam cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ, độ ẩm trung bình trên 85%.